Thưa sư, làm sao họ dùng hải sản tươi sống cho đúng? Con được hiểu là loại thịt thanh sạch được phép họ dùng là không nghe, không thấy, không nghi, là sinh vật này chết không vì mình là được phép họ. Gần đây gia đình con có mua hải sản tươi sống về, con đã cản là mua đông lạnh được rồi, nhưng gia đình con vẫn mua tươi sống và nấu chín. Gia đình con vẫn thọ dụng, nhưng con quyết định là không thọ dụng phần hải sản đó. Con không biết phước cản làm ác và không thọ phần thực phẩm đó là như thế nào. Nó có một loại nghiệp như thế này. Quý vị có còn nhớ một cái vụ án chấn động, là một cái chàng thanh niên con của một gia đình mổ heo, chàng xách con dao đi giết cả gia đình chủ tiệm vàng không? Ở như phía Bắc. Nhớ vụ án đó không? Trong vụ án đó, duy nhất một đứa còn sống là một đứa con út, và đứa con gái út nó chui xuống dưới gầm giường, mà nó chui làm sao đó mà cái anh kia ảnh không giết được nó. Nhờ như vậy là nó sống sót, còn cả gia đình chết hết. Do đâu mà nó có cái thảm khốc như vậy? Là do chúng sanh oan oan tương báo thì đời nào mà hết. Tuy nhiên trong cái cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp ở đây đó chính là cả gia đình đều dính cái thảm án hết, đều qua đời một cách rất là đau đớn. Nhưng mà cái đứa cuối do nó biệt nghiệp cho nên nó tránh thoát. Rồi lại một cái vụ án nữa, là một cái anh chàng vì cái người yêu bỏ ảnh, ảnh sống khi ảnh sống với cái cô người yêu thì ảnh sống một cái đời sống nó khang trang, rất là sung sướng. Ảnh đăng trên các trang mạng xã hội giống như là một cái chàng công tử vậy đó. Nhưng mà bây giờ đùng cái là cô người yêu cô bỏ, thì anh này ảnh níu kéo không được, thì ảnh mới đi qua nhà của cái cô này, ảnh làm sạch gia đình này, hình như là gia đình làm bán nội thất đồ gỗ, cái xưởng gỗ, thì ảnh làm sạch từ trên xuống dưới, anh làm sạch hết. Nhưng mà rốt cuộc thì còn một cái đứa bé, hình như là còn một một đứa bé là nó còn sống, nó thoát khỏi cái nạn đó. Thì đó cũng là một cái kiểu mà trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Thì nếu như quý vị hỏi là bây giờ cái nghiệp của quý vị mà cản vậy đó, mà mình không ăn không gì hết, không có đụng chung vô, thì mình được cái nghiệp như thế nào? Thì quý vị được cái nghiệp y chang vậy đó. Tức là sẽ có một kiếp nào đó trong vị lai, và những người trong gia đình là phải chịu cái ác nghiệp là bị thảm sát. Nhưng mà nhờ mình có biệt nghiệp á, cho nên mình là người sống sót duy nhất ở trong gia đình. Thành ra trong cặp mắt của những người mà tu, nhìn cái cảnh đó họ xót lắm. Tại vì sao? Nhìn nhân thấy quả. Họ chưa, mặc dù có thể là chưa có thần thông, nhưng nhìn nhân thấy quả. Thấy gia đình này, trời, đem mua một cái con đó về ha, làm thịt nhau, cả gia đình ăn, chia nhau ra ăn. Rồi thì con đứa nó không ăn, nhìn là thấy cái cảnh tương lai là mai mốt cái con đó nó trả thù, là cả gia đình thảm sát, mà riêng cái đứa không ăn là nó còn sống. Nhìn là thấy thảm, thương các ngài, phải nói là vì lòng đại bi các ngài thương. Mà thương thì thương, mà làm gì giờ, nó thiệt là làm cái gì bây giờ. Cho nên là nếu như mà mình thương gia đình thì mình lo mình tu tập để mình sớm ngày giải thoát giác ngộ, rồi khi đó đó mình có thể cứu được gia đình của mình, cứu được gia đình. Tại sao sư nói như vậy? Là trong trường hợp của Đức Thế Tôn khi ngài còn là Bồ Tát thuở quá khứ, thì có một kiếp cả cái làng chài đánh bắt, thì bắt cá đó, thì Bồ Tát lúc bấy giờ thì không có ưa thích cái chuyện đó. Thì nhờ vì như vậy đó,
cho nên Bồ Tát có cái biệt nghiệp giữa cái cộng nghiệp. Và sau này khi mà Bồ Tát thành đạo rồi, thành Phật rồi, thì Đức Thế Tôn quay trở lại độ dòng họ của Ngài. Thì dòng họ của Ngài, dòng Thập Thích Ca, quý vị biết rồi, bị thảm sát bởi vua Lưu Ly. Mà vua Lưu Ly là một cái đám quân của vua Lưu Ly, là cái đám cá hồi xưa mà làng chài nó giết, nó quay trở lại nó thảm sát. Thì Đức Thế Tôn Ngài trong cái cộng nghiệp đó, Ngài có biệt nghiệp, thì Ngài thoát. Và cũng trong cái làng chài đó năm xưa thì cũng có biệt nghiệp, cho nên còn có một số người thoát. Nhưng mà nhờ Đức Thế Tôn Ngài đã tế độ cho cái dòng tộc của mình rồi, cho nên dòng tộc Thích Ca lúc bấy giờ hầu hết là thánh, toàn là thánh. Nếu không phải thánh thì cũng giữ năm giới một cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là cái kiếp trả nghiệp đó, cái kiếp bị tàn sát đó là cái kiếp cuối cùng. Còn như trường hợp của mình, cho tới khi mà mình chưa giải thoát giác ngộ được, thì cái sự trả thù đó, cái sự đẫm lệ, đẫm máu đó, nó sẽ lặp đi lặp lại đời này qua kiếp khác. Mà sư nhắm mắt, sư cũng đoán là nó không biết chừng nào nó mới hết. Không biết chừng nào mới hết. Thành ra là cái đời sống này đáng để mình phải từ bỏ, đáng để mình phải xuất gia, đáng để mình phải sống một đời sống ly dục, đáng để mình đi đến sự giải thoát giác ngộ của gì. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, vì cái phần trả lời câu hỏi này của Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm thưa quý vị. Thực sự cái phần trả lời Đức Hạnh Tuệ nó mang cái chất sâu sắc thưa quý vị, sâu sắc đó, rất là sâu sắc, và cái lời khuyên rất là thiết thực và rất là đầy đủ thưa quý vị. Cho nên nếu mà sư nói thật sự nha, bổ sung cũng biết bổ sung gì, cho nên là chị sư riêng bản thân sư chỉ có lời khuyên là những cái vị nào mà có cùng cái thắc mắc, cái câu hỏi như vậy nè, thì riêng cái phần trả lời Đức Thanh Tuệ mình chịu khó mình nghe đi nghe lại. Tại sao lại nhắc đi nghe lại? Tại vì nghe đi nghe lại mình suy nghĩ từng câu từng chữ nó thấm thưa vậy. Chứ đôi khi mình nghĩ là mình nghe đôi khi mình nghe không có chú tâm á, mình nghe nó hợp, nó không hiểu được sâu sắc. Thì vị sư đánh giá câu trả lời sâu sắc thì nó có hàm ý quan trọng. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời ở đây các bạn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.